Sự việc lùm xùm tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo giải quyết dứt điểm và chấn chỉnh hoạt động của nhà trường. Theo đó, sau khi có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng, có thẩm quyền và các tổ chức liên quan, đến sáng ngày 3 tháng 4, học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN đã đi học trở lại sau một thời gian nghỉ gián đoạn. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trường rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Toàn bộ sự việc lùm xùm tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2023. Nhiều phụ huynh cho biết trường quốc tế Mỹ Việt Nam vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí. Nay con ra trường nhưng chưa được hoàn lại. Thời điểm đó, đại diện trường cho hay sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách cho công tác giải quyết công nợ theo đúng quy trình và cơ chế đã được thiết lập. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường ngoài công lập, trường quốc tế tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn. Trường học chỉ tổ chức thu học phí định kỳ, không được ký kết hùn vốn, góp vốn, huy động vốn. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, hơn 1.200 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam phải nghỉ học do giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương. Tối 18 tháng 3, dưới sức ép của cơ quan chức năng, trường quốc tế Mỹ Việt Nam gửi email thông báo học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 3, học sinh đến trường chủ yếu ngồi căng tin vì không có giáo viên. Nhiều phụ huynh đã đến đón con từ nửa buổi. 14 giờ ngày 19 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mời hội đồng trường, hiệu trưởng trường lên làm việc. Sau đó, nhiều cuộc họp được tổ chức để tìm phương án xử lý với mục đích đảm bảo việc học cho học sinh. Ngày 29 tháng 3, sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sự việc tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền học tập của học sinh. Đến ngày 30 tháng 3, tổ công tác liên ngành bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã tổ chức buổi gặp gỡ làm việc với cha mẹ học sinh và Hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam với mục đích cùng nhau tìm ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn hiện tại của trường. Tại đây, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết đã mất khả năng tài chính. Do đó, để trường vận hành đến hết năm học, cần 125 tỷ đồng, số tiền từ sự hỗ trợ của phụ huynh. Mức hỗ trợ đề nghị là 9,5 triệu đồng ở bậc học mầm non, tiểu học là 14,5 triệu đồng, khối 6 đến khối 8 là 20,5 triệu đồng mỗi tháng. Từ khối 9 tới khối 12 là 25,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi kết thúc cuộc họp, đa phần phụ huynh đồng ý với phương án trên. Ngày 1 tháng 4, học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam tiếp tục nghỉ học thay vì đến trường sau kỳ nghỉ xuân do chưa mở được tài khoản nhận tiền đóng góp của phụ huynh. Trưa 1 tháng 4, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở trao đổi thống nhất của cha mẹ học sinh về kinh phí hỗ trợ, đóng góp để chi trả các chi phí cố định duy trì hoạt động dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh, trường quốc tế Mỹ Việt Nam và ngân hàng thực hiện mở tài khoản để tiếp nhận kinh phí. Đồng chủ tài khoản gồm 3 bên là đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh. Chỉ sau khi công bố, nhiều phụ huynh đã chuyển khoản ngay để con được đến trường. Con số đóng góp đến ngày hôm qua hơn 22 tỷ đồng. Chiều 2 tháng 4, tại cuộc họp báo kinh tế xã hội, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là trường ngoài công lập nên trường quốc tế Mỹ Việt Nam được kêu gọi góp vốn, vay vốn từ phụ huynh. Trường có 3 cách huy động. Cách thứ nhất, phụ huynh đóng gói 4 tỷ đồng để con học từ lớp 1 đến lớp 12, sau khi con tốt nghiệp hoặc chuyển trường sẽ được trả lại. Cách thứ hai, phụ huynh đóng gói 2 tỷ đồng cho con học trọn khóa, không được hoàn lại. Cuối cùng, phụ huynh chọn đóng theo tiến độ học tập. Theo ông Hiếu, hiện có 900 học sinh đóng tiền theo gói 4 tỷ đồng. Nói rõ hơn về vấn đề trên, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở cho hay, từ năm 2019 đến cuối tháng 9 năm ngoái, trường ký 1.231 hợp đồng dạng hoàn lại. Trường đã quyết toán 328 gói, trả phụ huynh 740 tỷ đồng. Trường còn 900 gói đang có hiệu lực. Tại cuộc họp,
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại trách nhiệm quản lý nhà nước đối với trường quốc tế Mỹ Việt Nam và các trường tư thục khác. Từ đó chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giúp các trường hoạt động đúng quy định pháp luật. Tối 2 tháng 4, trường quốc tế Mỹ Việt Nam gửi thư thông báo học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 3 tháng 4 sau khi đã thực hiện chi trả tiền lương, tiền nhà cho giáo viên. Phụ huynh trường quốc tế Mỹ Việt Nam đã góp hơn 27 tỷ đồng. Trong diễn biến liên quan đến vụ lùm xùm tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, phụ huynh trường quốc tế Mỹ Việt Nam đã góp hơn 27 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 4 tháng 4 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo tình hình hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ, tức trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Theo báo cáo của Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tổng số tiền phụ huynh đóng góp là hơn 27 tỷ đồng. Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát, giám sát việc thực hiện chi lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên, trợ giảng, nhân viên người nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại trường. Trong ngày 4 tháng 4, tổng chi cho giáo viên, trợ giảng và nhân viên người Việt Nam làm việc tại trường gồm 24 giáo viên, 23 trợ giảng, 305 nhân viên, hơn 3 tỷ đồng. Trước đó, ngày 2 tháng 4, tổng các khoản chi trả cho giáo viên nước ngoài và tiền xe buýt, tiền điện nước, thiết bị dạy học, chi phí đăng ký khóa học và dự thi IP, hơn 15 tỷ đồng. Về tình hình hoạt động giáo dục tại trường, có 42 học sinh đã chuyển trường. Hiện tổng số học sinh của trường là 1.171. Đối với bậc tiểu học, 49 trong số 50 giáo viên nước ngoài đến lớp, vắng một giáo viên về nước vì lý do cá nhân. Về giáo viên Việt Nam, có 8 trong số 14 giáo viên đến lớp, vắng 6 giáo viên. Tổng số học sinh đến trường là 439 trên tổng số 455 học sinh. Đối với bậc trung học, có 66 trong tổng số 79 giáo viên nước ngoài, 12 trong tổng số 13 giáo viên Việt Nam đến lớp. Tổng số học sinh đi học lại là 532 trong tổng số 716 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhận thông tin và xử lý đơn thư của phụ huynh học sinh, công khai danh sách cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập để phụ huynh tham khảo và hướng dẫn phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường. Cùng với đó, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã thành lập tổ tiếp nhận nguyện vọng chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh học sinh. Theo kết quả thống kê mới nhất, toàn trường có 685 phụ huynh đồng ý đóng góp hỗ trợ nhà trường, 339 phụ huynh chưa phản hồi, 127 phụ huynh có ý định chuyển trường cho con, 164 phụ huynh có ý kiến khác. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giám sát chặt chẽ hoạt động dạy học của trường. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã đi học trở lại sau một thời gian nghỉ gián đoạn. Với sự đóng góp của phụ huynh, trường đã có tiền chi trả lương, tiền nhà, bảo hiểm xã hội cho giáo viên để họ yên tâm đến trường giảng dạy. Bên cạnh đó, chủ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết đã mất khả năng cần kinh phí 125 tỷ đồng để có hoạt động. Số tiền đó nhờ vào sự đóng góp của phụ huynh. Nhiều phụ huynh đồng tình với phương án này vì mong muốn con được học ổn định. Số tài khoản đồng sở hữu giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện trường và phụ huynh ngay sau đó được tiếp nhận để nhận sự đóng góp. Chủ trường quốc tế Mỹ Việt Nam xin lỗi phụ huynh. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường, chân thành gửi lời xin lỗi đến quý phụ huynh vì những lùm xùm vừa qua. Nói về phương án để giải quyết tình hình của trường hiện nay, bà Út Em dự kiến kinh phí để duy trì dạy học từ 1 tháng 4 đến hết năm là 125 tỷ đồng. Bà mong nhận được sự đóng góp từ phụ huynh. Mức hỗ trợ bà đề nghị phụ huynh là 9,5 triệu đồng ở bậc mầm non, tiểu học là 14,5 triệu, khối 6 đến khối 8 là 20,5 triệu đồng mỗi tháng, từ khối 9 đến khối 12 là 22,5 triệu đồng mỗi tháng. Phụ huynh có thể cử đại diện cùng các ban ngành giám sát xem có tiết giảm được thêm chi phí nào không, bà Út Em nói. Còn về phương án dài hạn, chủ trương của trường chào đón tất cả các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và khả năng tham gia vào việc chuyển nhượng, ưu tiên cho phụ huynh hiện đang có con em theo học tại trường. Một phụ huynh đồng tình với giải pháp trường đưa ra, nhưng họ yêu cầu phải nắm rõ tình hình tài chính của trường. Thông tin trường đang nợ 3.000 tỷ đồng như thế nào? Phải rõ ràng mọi vấn đề về tài chính để phụ huynh đóng góp.
nếu không nắm rõ sẽ có suy nghĩ chuyển trường cho con thay vì đầu tư. Vị này đặt câu hỏi, chủ trường không đề cập đến số nợ, nhưng đề nghị phụ huynh yên tâm, vì khi cổ phần hóa trường, các cơ quan chức năng sẽ xác định giá trị. Một phụ huynh băn khoăn, liệu số tiền đóng có đủ vận hành trả lương giáo viên không? Những gia đình từng hỗ trợ trường trước đây có cần đóng nữa không? Ông Hiếu cho rằng 125 tỷ là tính toán sơ bộ của trường. Nếu đóng góp, phụ huynh sẽ là người giám sát quỹ này. Cơ quan chức năng sẽ cử tổ giám sát hỗ trợ. Theo khảo sát mà trường thực hiện hôm 29 tháng 3, gần 85% phụ huynh muốn con tiếp tục học tại trường. Do đó, trong tình thế hiện nay, phương án trên là hợp lý. Bởi nhiều giáo viên đã không được trả lương trong thời gian dài, nhiều người đau ốm không thể đi khám vì nợ bảo hiểm. Nếu không giải quyết ngay, họ sẽ về nước, ông Hiếu nói. Sau các ý kiến, các cơ quan chức năng đề nghị biểu quyết số người đồng ý với phương án trên. Phần lớn phụ huynh tham dự đều đồng thuận. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mọi việc phải thực hiện gấp rút, bởi nay cuối tuần rồi mà để thứ hai họ sẽ làm việc với giáo viên. Thời gian rất gấp rút, cơ quan chức năng đề xuất phụ huynh cử người, tốt nhất là có nghiệp vụ tài chính để cùng quản lý số tiền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.